Lớp học tránh Phật Pháp được tổ chức tại Tu viện Trơn Như ngày 1 tháng 3 năm 2009 do trưởng lão Thích Thông Lạc hướng dẫn. Kính thưa Thầy, con đọc sách Thầy thấy có điều thắc mắc như sau. Khi Thầy tu chứng xong, Thầy có thể tự chữa được bệnh lao phổi của Thầy. Nhưng tại sao Đức Phật phải chịu bị trúng độc, đau bụng mà tịch? Sao Đức Phật không tự chữa cho khỏi bệnh? Và trước đó tại sao Ngài không quán chiếu thấy thức ăn có độc để khỏi phải ăn chất độc vào bụng? Con xin cảm ơn Thầy giải đáp. Người hỏi Phật tử Nam Anh. Bởi vì cái câu này là câu phỉ báng của Phật. Cái người mà viết cái câu đó ở trong kinh này tuổi là có nghĩa là phỉ báng. Chứ Đức Phật, con biết Đức Phật mà nếu không làm chủ được sinh già bệnh chết thì bây giờ bệnh mà không biết. Mà bây giờ là người mà đã tu chứng rồi, nó có tâm linh rồi, bỏ thuốc độc là biết liền. Chứ đâu có điên gì mà ai ăn, ai nhầm. Cái điều đó là cái điều người ta bị ở đây người ta nói. Coi như là Đức Phật là cái điều bình thường. Sự thật là phỉ báng. Tại Đức Phật sinh ra đi trên bãi quan xe, mấy con cũng tưởng là thật. Làm sao mà có cái chuyện đó? Đó là huyền thoại. Bây giờ lại phỉ báng Phật bằng cách ngoại đạo, nó phỉ báng đưa vào cái câu đó. Vì kinh sách Phật nó không phải do từ Đức Phật nói mà viết ngay đó, mà sau này kế tập, cho nên người ta sẽ thêm đủ loại trong đó. Cho nên mấy con đọc sách Phật sao lại nói Đức Phật như vậy? Đâm ra mình nghi không biết Đức Phật làm chủ bệnh mà tại sao vậy, mà lại một người có tam minh mà tại sao người ta đưa thuốc độc mình biết mà lại ăn, đó là phỉ báng. Rõ ràng làm gì mà thầy điên gì mà thầy ăn thuốc độc để mà thầy bị khổ, thầy nhận của mấy con đó nhưng mà thầy không ăn, thì nhận cái lòng mấy con, mặc dù thầy biết trong đó có chất độc thì làm để đó, thầy đâu có điên gì thầy đem cái chất độc đó để mà nó vào thân thầy, nó hoành hành để nó tăng cho thầy đau khổ. Ngăn, bởi vì Đức Phật dạy ngăn ác, diệt ác, ngăn là tức là mình sử dụng những cái đúng mình làm. Mà diệt ác là khi thân mình đã bị thì phải diệt ra, phải tự tại trong sinh tử chứ. Đó là thị bán Phật, đó là ngoại đạo của thị bán. Kính thưa Thầy, xin Thầy từ bi cho phép con hỏi Thầy hai câu hỏi như sau. Thầy có định lực rất mạnh, vậy xin Thầy hoan hỷ rờ đầu chúng con để độ chúng con đỡ đau bệnh. Được Thầy rờ đầu chúng con thật sự vui mừng và hạnh phúc vô cùng. Điều thứ hai, chúng con cũng xin Thầy dạy cho chúng con cách gom tâm để đẩy lùi bệnh tật ra khỏi cơ thể. Con xin cảm ơn Thầy. Người nói Phật tử Trần Thị Hằng. Thật sự ra thì cái Thầy biết cái niềm tin ở như mấy con, cho nên khi mà Thầy rờ đầu mấy con là cái niềm tin của mấy con tăng lên, Thầy cũng như Thầy ban cho mấy con, chứ không phải là Thầy truyền tâm ấn đâu. Cái đó là sai mấy con. Ở đây Thầy chỉ biết rằng cái niềm tin của mấy con, biết rằng Thầy người tu vậy. Khi mà rờ đầu của mấy con ấy là cũng như là tạo cho một cái từ trường thương yêu, tạo cho một cái từ trường để giúp cho mấy con vượt qua những khổ đau của cuộc đời của mấy con. Cho nên vì vậy mà mấy con thường mấy con cúi, mấy con đưa đầu thì rờ cái đầu mấy con là ban cho mấy con cái từ trường thiện để giúp cho mấy con vượt qua những đau khổ như trong thân mấy con có những điều đau khổ. Con hiểu không? Do đó thì mấy con nhớ khi mà Thầy rờ đầu mấy con thì mấy con về, mấy con cố gắng dù ít dù nhiều mấy con phải giữ tâm bất động, mà vô sự dù một phút thì cái từ trường đó nó sẽ giúp mấy con tương ưng với cái hành động rờ đầu của Thầy đó. Thì rờ đầu của mấy con với trong cái tâm bất động thanh thản là vô sự để tạo cho mấy con có cái niềm tin để mấy con về, mấy con giữ được cái tâm bất động thanh thản là vô sự. Mà chính cái tâm bất động thanh thản là vô sự đó là vô lậu, nó sẽ đẩy lui tất cả những khổ đau của mấy con và chuyển những cái hoàn cảnh của mấy con khó khăn nó trở thành thuận tiện cho mấy con. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà cái tự lực của mấy con phải có là mấy con phải giữ gìn tâm bất động của Thầy. Còn cái mà hỗ trợ của Thầy là qua một cái từ trường, cái hành động của Thầy là hành động của một người thật vô lạc. Con hiểu chưa? Cũng là tâm bất động đó. Cho nên hai cái nó sẽ tương ưng, nó hỗ trợ, nó giúp nhau. Đó, nhớ như vậy.